Rồi bạn nào vô rồi mấy em xem tiếp câu số 6 nha. Thầy sửa tiếp câu số 6. Bây giờ câu này người ta cho mình hình chóp ớt ABCD. Có ớt A vuông góc với đáy. Và đáy ABC là tam giác đều của cạnh bằng A. Rồi, như vậy khi mà mình đọc tới đây là mình đã vẽ được cái hình rồi. Chóp ớt A BC. Ớt A vuông góc với đáy, cho nên chỗ này mình có A vuông. ABC là tam giác đều cạnh A, rồi tam giác ớt AB cân. Tính khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng ớt BC. Bây giờ tam giác ABC là tam giác đều, cho nên chỉ cần mấy em gọi H là trung điểm của BC, thì lập tức mình sẽ có AH vuông góc với BC. Thứ hai là BC vuông góc với SA. Do SA vuông góc với đáy cho nên là SA cũng sẽ vuông góc với BC. Vậy từ hai cái điều này mình sẽ suy ra được BC vuông góc với SAH. Mà nếu như mà BC vuông góc với SAH tức là SBC cũng sẽ vuông góc với SAH. Như vậy ngay chỗ này mình tiếp tục suy ra SBC cũng vuông góc với SAH. Mình có cái điểm chung thứ nhất là điểm ớt rồi. Mình nhìn vào đây mình đã thấy điểm chung thứ nhất là điểm ớt. Bây giờ điểm chung thứ hai là điểm nào nè? SBC và SAH. Hồi nãy ở trên mấy em đã gọi H là trung điểm của cạnh BC rồi. Thì tức là H là nằm trên BC. Mà H nằm trên BC tức là H sẽ nằm trong mặt phẳng SBC. Như vậy H chính là điểm chung thứ hai. Do đó giao tuyến chính là SH. Từ điểm A đó thầy kẻ AK vuông góc với giao tuyến SH. Điểm K này là phải nằm trên giao tuyến này. K thuộc vào SH. Thì từ đây mấy em sẽ suy ra được AK chính là khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng SBC. Em chỉ cần xét tam giác SAH vuông tại A. Bây giờ mình có này, thứ nhất là AH. AH là đường cao trong tam giác đều có cạnh bằng A, do đó AH sẽ bằng A căn 3 trên 2. Chỗ này mình ghi nhanh ra thôi. Rồi thứ hai nữa là SA. Hồi nãy mình mới lập luận là tam giác SAB là vuông cân tại A, cho nên SA nó sẽ bằng AB. Và do nó là tam giác cân. Mà AB là cạnh đáy. Cạnh đáy của tam giác đều có cạnh bằng A, như vậy AB cũng bằng A. Bây giờ thầy sử dụng công thức là 1 phần AK bình phương. Ở đây mấy em sử dụng công thức nào cũng được nha. 1 phần AK bình cũng được. Còn không là bằng SA nhân AH bằng AK nhân SH. Cái nào cũng được hết. 1 phần AK bình phương bằng 1 phần SA bình phương cộng 1 phần AH bình phương. Rồi mình thay số vô thôi. Thứ nhất là 1 phần SA bình. SA bằng A như vậy là ngay chỗ này là A bình. Cộng 1 phần AH bình phương. Mình có AH là A căn 3 trên 2. Như vậy bình phương sẽ là 3A bình trên 4. Từ đây mình sẽ suy ra AK bình phương. 1 phần AK bình. Thì nó bằng bao nhiêu đây? Bây giờ em tìm AK bình thì mình đảo ngược lại. Tức là mình đảo cái phân số đó lại là 3A bình trên 7. Căn bậc 2 của A bình là bằng A. Chỗ này là căn của 3 phần 7. Căn 3 phần 7 thì mấy em bấm máy tính ra nó sẽ tự động chuột căn thức cho mình. Là căn 21 trên 7 thôi. Rồi xong rồi mấy em xem tiếp câu số 7 nha. Bây giờ câu 7 người ta cho mình hình chóp tam giác đều. Như vậy khi mà mấy em đọc tới đây nè, chóp tam giác đều có nghĩa là đáy của nó là tam giác đều và các cạnh bên là bằng nhau. Hôm bữa thầy có ghi cho cái tính chất của hình chóp đều rồi đó. Cạnh đáy bằng 3A, cạnh bên cũng bằng 3A luôn. Như vậy bài này bây giờ là cạnh bên và cạnh đáy bằng nhau luôn. Thì mấy em nhớ cái hình vẽ của nó. Nếu mà chóp tam giác đều thì khi mà mình gọi cái tâm của đáy tức là trọng tâm, thì từ cái trọng tâm đó dựng thẳng đứng lên trên, thì trên cái đường đó lấy một điểm, điểm đó chính là điểm ớt. Rồi mình vẽ cái hình trước.
Bây giờ bài toán nó kêu mình tính khoảng cách từ điểm đến đến mặt phẳng ABC. Có nghĩa là từ điểm đến này mấy em phải hạ vuông góc xuống ABC và mình tính độ dài của cái đoạn vuông góc đó. Nhưng mà trong bài này bây giờ mình đã có luôn, khi mà mấy em gọi điểm O là trọng tâm của tam giác ABC thì theo như tính chất của hình chớp đều thì mình đã có SO vuông góc với ABC. Như vậy thì bây giờ SO này chính là khoảng cách từ đỉnh S đến mặt phẳng ABC luôn. Rồi. Vậy tới đây mình suy ra. Suy ra H này. H chính là khoảng cách từ điểm S đến mặt phẳng ABC. Trong bài này nó chính là SO. Bây giờ để mà tính SO thì thầy xét tam giác SOC nha. Thứ nhất là mấy em có SC, SC dễ cho nên mình đi ra trước. SC là cạnh bên của hình chớp thôi, mà đề nó đã cho cạnh bên của hình chớp bằng 3A. Vậy mình ghi vô đây 3A. Rồi. Thứ hai nữa là mình cần phải tính được OC. Thì hồi nãy theo như tính chất của trọng tâm tam giác đó, bây giờ O chính là trọng tâm của tam giác ABC. Do đó OC nó sẽ bằng 2 phần 3 độ dài của đường trung tuyến. Nhưng mà đường trung tuyến thì trong đây mình khỏi cần ghi, mình chỉ ghi luôn cái độ dài của nó thôi. Rồi mình đã có công thức tính là độ dài của đường trung tuyến sẽ bằng cạnh nhân căn 3 trên 2. Bây giờ cạnh của mình là 3A. Rồi sau đó mới nhân thêm căn 3 trên 2. SO thì mình áp dụng định lý Pythagore, nó chính là căn bậc 2 của cạnh huyền bình phương là SC bình phương trừ cho OC bình phương. Rồi mấy em thay số vào. Mình có SC là 3A mà bình phương lên là 9A bình trừ cho OC bình phương. OC là A căn 3, như vậy bình phương lên là 3A bình. Rồi. 9 trừ 3 là ra 6, lấy căn lên là A căn 6. Hồi nãy Hiển tính sao ra OC bằng A căn 3 trên 3 Hiển. Em lấy cái cạnh bằng A hả Hiển? Ừ. Em thấy lộn cái cạnh bằng A cho nên nó mới ra được A căn 3 trên 3. Nhưng mà bài này đề nó cho mình cạnh đấy là bằng 3A. Như vậy ngay chỗ này thầy ráp vào thì mình sẽ có là 3A nhân căn 3 trên 2. Nó mới chính là độ dài của đường trung tuyến. Rồi sửa lại chỗ đó nha. Bài này thì mình ra A căn 6, do đó mấy em chọn câu B. Rồi mấy em xem tiếp câu số 8 nha. Bây giờ cho mình hình chớp SABCD, đáy là hình vuông. Rồi. Vẫn là cạnh bên SA vuông góc với đáy và SA bằng A căn 3. Biết diện tích tam giác SAB là A bình căn 3 trên 2. Tính khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng SAC. Tính khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng SAC. Bây giờ thầy lập luận tới chỗ chữ O trước đi. Mình gọi O là giao điểm của AC và BD. Bây giờ mấy em thấy nó chỉ cho mình cạnh SA bằng A căn 3 thôi. Nó không cho thêm cái cạnh nào hết, mà nó chỉ cho là diện tích tam giác SAB. Như vậy mình chắc chắn là mấy em cần phải xử lý được cái chỗ diện tích tam giác SAB. Bây giờ mình muốn xử lý được thì mình phải coi coi tam giác SAB là tam giác gì. Bài này mình đang có là SA vuông góc với đáy, cho nên SA chắc chắn sẽ vuông góc với AB. Thì do đó tam giác SAB sẽ là tam giác vuông tại A. Diện tích tam giác SAB bằng 1 phần 2 tức hai cạnh góc vuông là AB nhân SA. Như vậy từ đây thầy sẽ suy ra được AB nhân số 2 này qua đây chính là hai lần diện tích tam giác mà chia cho SA. Hai lần diện tích tam giác SAB. Rồi sau đó mình chia lại cho SA. Rồi mình thay số thôi. 2 này. Diện tích tam giác là A bình căn 3 trên 2. Rồi chia cho SA.
SA để cho là A căn 3. Như vậy chỗ này em sẽ có số 2 này với số 2 này mất. Căn 3 này với căn 3 này mất luôn. A bình mà chia cho A thì còn lại A. Do đó AB bây giờ bằng A. Bây giờ em coi coi từ B này mà kẻ vuông góc xuống SAC thì nó sẽ ra được cái điểm nào. Đáy của mình đang là hình vuông. Do đó mình đã có là BD sẽ vuông góc với AC. Thì chỗ này thầy có góc vuông là góc ở đây này. Là BD vuông với AC tại O. Tức là mình có BO vuông góc với AC. À, mặt khác thầy lại có BO vuông góc với SA. Là do SA vuông góc với đáy. Như vậy từ đây thầy sẽ suy ra được là BO vuông góc với SAC luôn rồi. Mà nếu nó vuông với SAC tức là nó chính là khoảng cách từ điểm B đến SAC. Rồi như vậy bây giờ mình lập luận luôn chỗ này. Rồi thứ hai nữa là BO vuông góc với SA. Cho nên từ đây mấy em sẽ suy ra được BO vuông góc với SAC. Mà nếu nó vuông góc với SAC tức là BO chính là khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng SAC. Như vậy bây giờ mấy em chỉ cần tính BO nữa thôi. BO này sẽ bằng 1 phần 2 BD. Rồi. Mà BD là đường chéo. Cho nên nó sẽ bằng cạnh là A nhân thêm cho căn 2. Rồi. Do đó là mình sẽ được BO bằng A căn 2 trên 2. Câu này cho hình chớp SABC. Đấy là tam giác vuông tại A. SA vuông góc với đáy. Để mình đọc tới đây thôi là mình đã vẽ được cái hình rồi. Rồi sau đó nó cho cái gì nữa thì mình cứ để đó. Mình vẽ cái hình trước. Rồi mình coi coi là nó kêu mình tính cái gì. Khoảng cách từ A đến SBC. Vậy bài này thì nó giống giống một bài mình có làm rồi. Chẳng qua cái bài đó là đáy là tam giác đều. Bây giờ bài này của mình thì đáy không phải là tam giác đều. Mà nó là tam giác vuông thôi. Thì vuông hay đều mình cái phương pháp làm cũng làm tương tự thôi. Rồi, phương pháp thì mình cũng làm tương tự thôi, tức là để tính khoảng cách từ điểm A đến SBC thì mình cần phải tìm được một cái mặt phẳng chứa A và vuông góc với SBC. Bây giờ muốn vuông góc với SBC thì đầu tiên phải vuông với BC trước. Tức là từ A này thầy chỉ cần kẻ một cái đường vuông góc với BC, tức là mình chỉ kẻ cái đường cao của tam giác ABC ra thôi. Rồi thầy giả sử như đường cao chính là AH. Điểm H này bây giờ không phải là trung điểm của BC nha mấy em. Tại vì đề cho mình tam giác này là tam giác vuông, chứ không phải là tam giác đều. Do đó điểm H là một điểm bất kỳ thôi. Mình kẻ đại nó vuông góc là được. Thứ nhất là BC. Vuông góc với AH là do mình mới dựng ở trên. Thứ hai là BC vuông góc với SA. Là do SA vuông góc với đáy. Cho nên từ hai cái điều này, mấy em sẽ suy ra được BC vuông góc với SAH. Mà BC thì lại nằm trong mặt phẳng SBC. Cho nên từ đây thầy cũng suy ra được mặt phẳng SBC vuông góc với mặt phẳng SAH. Theo giao tuyến, mình giải thích cái chỗ giao tuyến chỗ này luôn. Thứ nhất, điểm chung thứ nhất là điểm S. Điểm chung thứ hai là điểm H. Do đó là theo giao tuyến SH. Như vậy từ đây là mình đã tìm được mặt phẳng SAH là chứa điểm A và vuông góc với SBC. Bước thứ hai mình cũng đã tìm được giao tuyến của chúng là SH. Do đó là chỉ cần từ cái điểm A này mấy em kẻ một đường vuông góc với giao tuyến SH thì cái đoạn đó chính là khoảng cách từ A đến SBC. Thì giả sử như là cái điểm đó là điểm K đi, là kẻ AK vuông góc với SH. Thì từ đây mấy em sẽ suy ra được AK chính là khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng SBC. Rồi bây giờ mình tính nữa thôi. Đầu tiên thầy xét tam giác ABC vuông tại A trước. Ta có 1 phần 2H bình phương
bằng 1 phần AB bình cộng 1 phần AC bình. Rồi mình thay số vô. AB bằng 2A, như vậy bình lên là 4A bình. AC là 3A, thì chỗ này mình lên em sẽ được 9A bình. Mẫu chung của nó là 36. Như vậy là cái chỗ mà 1 phần 4 thì em nhân thêm cho 9. Cái chỗ mà 1 phần 9 thì em nhân cho 4. Như vậy 9 cộng 4 là 13. Do đó mình sẽ được 13 phần 36A bình phương. Mình nghịch đảo lại thôi. 36A bình trên 13. Rồi để đó. Bây giờ tiếp tục xét tam giác. SAH vuông tại A. Ta có 1 phần AK bình phương sẽ bằng 1 phần SA bình cộng 1 phần AH bình. Rồi mấy em thay số vào thôi. SA là 4A, như vậy chỗ này mình sẽ được 1 phần 16A bình cộng cho 1 phần AH bình. AH bình hồi nãy mình tính được là 36A bình trên 13. Chỗ này mấy em nghịch đảo 1 phần 16A bình. Phía sau này mình nghịch đảo lại chính là 13 phần 36A bình. Rồi tới đây mình cộng hai cái này lại thôi mình. Mình lấy 1 phần 16 mấy em cộng cho 33, à cộng cho 13 phần 36. Là 61 phần 144. A bình phương. Do đó mình sẽ suy ra được AK bình phương là 144 A bình trên 61. Rồi. Suy ra AK thì em sẽ lấy căn bậc 2 của số này lên. Chia căn 61. Thì trục căn thức ở mẫu em sẽ được là 12 căn 61 trên 61. À. Rồi Hiển làm xong câu 10 luôn rồi hả? Câu 10B hả? Hình lập phương. Khoảng cách giữa hai đường thẳng BD và A'C'. BD và A'C' ra bằng A. Rồi đúng rồi, câu 10 ra câu B. Nhưng mà mình sẽ giải thích nữa. Mình quan trọng cái chỗ là giải thích ra. Em tính sao ra câu B nhỉ? Là thầy đang có BD thì song song với mặt đáy, tức là song song với mặt A'B'C'D'. Được. Cho nên mà cái đường thẳng A'C' thì nó lại nằm trong mặt phẳng A'. Cho nên từ hai cái điều này mình sẽ suy ra được khoảng cách giữa BD và A'C' chính là khoảng cách từ BD đến cả cái mặt đó, tức là mặt A'B'C' và D'. Và nó sẽ bằng khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng A'B'C'D'. Rồi. Khoảng cách từ điểm B đến mặt đáy, tức là từ B mà mấy em kẻ vuông góc xuống mặt đáy. Thì trong bài này bây giờ từ B mà kẻ vuông góc xuống mặt đáy chỉ có thể là ra B, B' thôi.
Tại vì nó là hình lập phương, mà hình lập phương cái tính chất của nó chính là hình lăng trụ đứng. Hình lăng trụ đứng thì cạnh bên vuông góc với đáy, do đó thầy sẽ có BB phẩy vuông góc với mặt đáy, A phẩy, B phẩy, C phẩy, D phẩy. Hay nói cách khác, khoảng cách từ điểm B đến cái mặt này chính là độ dài của đoạn BB phẩy. Và BB phẩy thì nó bằng A luôn, tại vì nó là cạnh của hình lập phương. Rồi, như vậy là xong cái cách số 1. Cách số 2 là cái cách mà tương tự như cách số 1 thôi, tức là bây giờ mấy em không có tìm cái mặt chứa A phẩy C phẩy, mà mấy em lấy cái mặt chứa BD là AB CD, thì mình cũng lập lượng tương tự thôi, là mấy em sẽ được cái cách số 2. Ngoài ra còn thêm một cách nữa là mình sẽ tìm cái đoạn vuông góc chung ra. Bài này nếu như mà thầy gọi O là giao điểm của AC và BD, và O phẩy là giao điểm của A phẩy C phẩy và B phẩy D phẩy, thì khi đó mấy em nói O phẩy lại, mình cũng sẽ có là O phẩy, nó cũng chính là đường cao của cái hình lập phương này thôi, tức là mình sẽ được O phẩy song song với BB phẩy, tức là song song với các cạnh bên. Mà bây giờ nếu như mà nó song song với các cạnh bên thì mình sẽ có nó vuông góc với hai mặt đáy, tại vì các cái cạnh bên là vuông góc với hai mặt đáy mà, do đó O phẩy cũng vuông góc với hai mặt đáy. Mà nếu nó vuông góc với hai mặt đáy, tức là nó sẽ vuông góc với BD nằm trong đáy và vuông góc với A phẩy C phẩy nằm trong đáy. Hơn nữa, nó cắt BD tại O, nó cắt A phẩy C phẩy tại O phẩy, thì do đó nó chính là đoạn vuông góc chung của hai đường thẳng BD và A phẩy C phẩy. Mà nếu đó là đoạn vuông góc chung rồi thì khoảng cách giữa hai đường này chính là độ dài của đoạn vuông góc chung, tức là độ dài của O phẩy luôn. Mà O phẩy thì lại bằng BB phẩy, cho nên nó bằng